Rồi, tiếp tục mình qua test 2 reading and writing part 1, 10 question. Look and read two the correct words and write them on the line. Take one example. Thì đối với cái part 1 này, đầu tiên các bạn làm gì? Mình sẽ đọc mấy cái từ này trước ha các bạn, để mình coi cái từ nào mình nhớ sẵn ở trong đầu ha. Chút xíu mình đọc cái định nghĩa em điền nó nhanh hơn. Còn nếu mà có một cái từ lạ, giả sử mình không nhớ, thì chút xíu mình cũng có thể mình loại nó ha. Đó là cái cách đó các bạn. Rồi, butterfly, a butterfly, con bướm. Coffee, cà phê, coffee. Dinosaurs, khủng long, dinosaur. Insect, là côn trùng, insects. Ok, lúc nào thầy cũng đọc từ góc trên bên trái theo chiều kim đồng hồ ha, các bạn dễ, cho các bạn dễ di chuyển và theo dõi. An octopus, bạch tuộc, an octopus. Glass, kính, thủy tinh, glass. Whales, cá voi, whales. Gold, vàng, gold. Chocolate, là sô-cô-la, chữ này mình đọc là chocolate, hai âm thôi các bạn, chocolate, chocolate. Flour, bột mì, flour, nó giống như bông hoa vậy. Biscuits, bánh bích quy, biscuits, bánh quy. Silver, bạc, jam, mức, jam. Salad, rau trộn, salad. Paper, giấy, paper. Rồi, cái câu ví dụ người ta làm sẵn. This food is usually brown, you can eat or drink it. Cái này á, thì nó thường là màu nâu ha, và bạn có thể ăn hoặc là uống nó. Vậy là ví dụ người ta xài là chocolate rồi, thì các bạn lấy cây viết bạn đánh dấu vô chữ sô-cô-la để đừng có xài lại. Number one, you cook fruit with sugar to make it. You can eat it with bread and butter. Bạn nấu những cái trái cây với đường để làm cái món này. Bạn có thể ăn nó với bánh mì hoặc là bơ. Vậy nó có nghĩa là jam đúng không? Jam ha. Rồi, tiếp tục. Number two, this is white or brown and you use it when you make cheese or butter or pasta, for example. Cái này thì màu trắng hoặc là màu xám, màu nâu, và bạn dùng nó khi mà bạn làm bánh hoặc là mì ống, ví dụ như vậy. Thì cái gì màu trắng hoặc màu nâu mà bạn sử dụng nó làm bánh hoặc là mì, thì mình nhìn hết tất cả trong đây chỉ có một chữ phù hợp, đó là chữ bột mì, flour ha. Ok, flour mới có thể làm bánh hoặc làm mì được. Books and newspaper are made from this. It comes from wood. Sách vở hoặc là báo thì nó được làm từ cái này, và nó đến từ những cái gỗ. Vậy nó đến từ gỗ thì nó là giấy ha các bạn. Giấy, giấy làm từ gỗ nha. Sai nhuyễn ra. Rồi, number four, the big animals live a long time ago, but now they are extinct. Những cái con thú bự này nè, thì nó sống cách đây rất là lâu, nhưng mà bây giờ nó tuyệt chủng rồi. Như là khủng, khủng long ha, dinosaurs. Number five, this beautiful yellow metal is very expensive. Cái kim loại màu vàng mà xinh đẹp này nè, thì nó rất là mắc tiền. Cụm danh từ này bạn lấy cái danh từ chính bằng dịch trước, tính từ bổ nghĩa, tính từ bổ nghĩa. Đây là từ hạn định ha. Thì mình sẽ nè, kim loại màu vàng xinh đẹp này, tính từ chỉ định luôn, đóng vai trò từ hạn định, thì nó rất là mắc tiền. Vậy thì nó là vàng ha. Ok, còn nếu mình không nắm nguyên tắc đó, mình không biết làm sao để dịch hết, bạn cứ lấy danh từ chính bằng dịch. Kim loại màu vàng xinh đẹp này. Number six, little animal live in the sea and have got eight legs, some people eat it. Cái con vật này thì sống ở dưới biển, nó có 8 cái chân, một vài người thì ăn nó. Nãy giờ tất cả những cái con vật dưới biển mình có cá voi nè và octopus, mà cá voi không có chân. Vậy thì còn lại octopus, an octopus. Khi mà bạn điền xong nhớ số nhiều số ít ha. Ví dụ như chỗ này nè, these, thì ở đây nó là số nhiều, nhiều con mà. This thì đây là số ít, an octopus. Rồi, number 7, mirror and window are made from this. Tới đây là đủ làm là glass rồi đó. You can usually see through it and it's easy to break it. Bạn thường nhìn xuyên qua nó, có thể nhìn xuyên qua nó, và nó cũng rất là dễ để bể. Vậy nó là kính đó. Hồi nãy mình đọc cái đầu là biết rồi. Tấm gương và cửa sổ thì làm từ cái này, mà nãy giờ trong đây mình chỉ có chữ glass là phù hợp thôi nè. Đó là cái lợi thế khi bạn đọc trước từ vựng đó, mình quyết định rất là nhanh. Number 8, you can make this with tomato, for example. You don't usually cook it. Bạn có thể làm cái này với cà chua ha. Ví dụ như vậy, và bạn thường không có nấu nó. Vậy nó là gì các bạn? Làm gì mà với cà chua mà thường không có nấu nó? Thì nó là salad ha, đúng không?
sẽ là rau trộn mới không có nấu. Number 9, these small animals have got six legs and some of them can fly. Có nhiều bạn chọn cái này nè, đọc tới đây cái chọn bà tuột vô đây. À, một vài chúng thì có thể bay đâu, bà tuột đâu có bay được đâu. Ok, vậy con này là insects, côn trùng ha. Number 10, some people have this for a snack with a drink. They are called cookies in some places. À, một vài người thì ăn cái này cho buổi ăn nhẹ ha, với lại thức uống, với lại đồ uống. Chúng nó thì được gọi là cookie ở một vài nơi. Vậy cookie nó tương đương với biscuits dễ ha. Vậy thì nó là bánh quy á. Rồi, thầy đọc lại các bạn dò theo ha. This food is easily brown. You can eat or drink it. Number 1, you cook fruit with sugar to make this. You can eat it with bread and butter. Number 2, this is white or brown and you use it when you make cake or pasta, for example. Number 3, book and newspaper are made from this. It comes from wood. Number 4, the big animal lived a long time ago, but now they are extinct. Number 5, this beautiful yellow metal is very expensive. Number 6, this animal lives in the sea and have got 8 legs. Some people eat it. Number 7, mirror and window are made from this. You can usually see through it and it is easy to break it. Number 8, you can make this with tomatoes, for example. You don't usually cook it. Number 9, these small animals have got 6 legs and some of them can fly. Number 10, some people have this for a snack with a drink. They are called cookies in some places. Ok, rồi mình xong part 1 ha.